Bữa hôm mà nó trộn đều là anh xịt kém với khuẩn á. Coi ở trên clip á thì thấy em quay ở trên clip ở Cờ Đỏ hay gì đó. Mưa khuẩn thấy xịt nước êm tại vì em quay hai ruộng, ruộng xịt không xịt khuẩn, một ruộng xịt khuẩn thì thấy cái ruộng xịt khuẩn thấy nó xanh mà nó thấy nó không có khuẩn. Cái bữa hôm anh qua là chưa xịt hàng là thấy là nó cháy chồm 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 nhiều lắm hàng. Nhưng mà sau là lấy thuốc ở bên em á là xịt là bữa sau anh qua, mấy bữa sau anh qua, khoảng chừng 4 bữa sau anh qua là thấy là nó khô hết luôn, là nó không có còn lan ra nữa. Còn cái ruộng bên cạnh nó không có xịt á thì thấy nó cháy hết trơn. Thì anh thấy là cũng ok đó. Nó lỗ nhỏ nhỏ bằng cái thúng thôi. Nó không có lan ra. Anh thấy là cây là nó làm như là nó lá nó dày hơn mà nó xanh hơn. Mà vô thì tỷ lệ vô gạo là thấy nó hơn ruộng bên cạnh á. Thấy la đài là nó đứng thẳng không? Anh Vân thấy đứng thẳng không? Dạ. Thấy xanh. Xanh. Xanh hơn lúa bên cạnh. Dạ. Bởi vậy cái tỷ lệ mà vào gạo anh nó đạt hơn. Nó lẹ. Dạ. Cái dừa đó. Dạ, cái miếng trên đó. Dạ. Trên đó thì hiện tại bằng trà lúa với đây không anh? Nó bằng đó. Bằng nó, ha. Nó hơn 1-2 ngày à. Ngày. Dạ. Trên đó là mình cũng xịt cửu phẩn cửu kẽm rồi. Đúng rồi, xịt lúc chỗ đều luôn rồi. Dạ. Ở đây thường là em nghe nói là cắt sớm lắm anh. 95 ngày. Không. Nếu mà năm 4 năm 1 á. Ở đây cắt trễ hơn anh. Dạ. Dạ. Trên anh thì em thấy cắt sớm. Cắt anh sớm nói trễ nhất luôn cũng khoảng 95 à. Còn ở đây bình thường mình ra 98, 99 không? À, 5451 này hả? Ừ, 5451 này nè. Cỡ đó à. Xin chào bà con. Chào bà con đến với kênh làm nông cùng iFarm. Khu vực mình đang đứng là thuộc kênh D2 nha bà con. Thì đối với cái vụ này á, mình làm cho khu vực kênh D2 rất là nhiều bà con ở khu vực xung quanh đây. Để cho hỗ trợ bà con là kết hợp là sử dụng cái phẫn và cái kẽm. Thì đối với cái vụ này mưa nhiều thì bà con kết hợp cái kẽm để cho cái việc mà hỗ trợ quang hợp cây lúa mình nó tốt hơn. Và cái việc vào gạo chậm á bà con, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái năng suất. Tại vì năng suất chơi trước mặt rồi. Làm sao mà để cho cây lúa mình nó vào gạo tốt. Và giống như mình nói đó, nặng ký. Thường là nặng ký nếu mà cái hạt nó tươi, nó không bị khô, lúa mình nó sẽ nặng ký thôi. Và ở việc là cái bộ lá đồng của mình nó khỏe nữa bà con. Nếu mà ngày hôm nay nắng đẹp nè, là anh xịt cái giai đoạn là công trái me là coi như đỏ đuôi á, là cửa cuối nha bà con. Để mà sạch luôn cái phẫn ở trên ruộng và kết hợp vào đó là kết hợp cái kẽm để cho quá trình cây lúa vào gạo tới kệ nha bà con. Ảnh xả cái lượng giống là 26kg bà con. Thì bà con xem cái dàn bông nè. Cái dàn đất của anh Phong thì mình thấy cái tỷ lệ vào gạo rất là cao. Và hiện tại cái màu lá nè, cái bộ lá đồng rất là khỏe nha bà con. 26kg. Thì anh cũng đi cái lượng phân cái vụ này là 50kg anh. Đây bà con xem, bà con đánh giá giùm cho Lưng nha. Cái tỷ lệ vào gạo thì rất là đạt. Và cái bông cũng sáng nữa bà con. Khi mà bà con kết hợp cái kẽm là bà con cảm nhận được phẫn hạt thì ít hơn là đất của anh Ân. Đất anh Ân thì trễ 2 ngày nó dở đó. Lưng thường, Lưng cũng nhận trách nhiệm là Lưng kết hợp với ảnh hơi trễ bà con. Chỗ điều mà nó cuối bông luôn rồi, mình mới kết hợp là mình xịt kẽm với phẫn với ảnh. Thì hiện tại là miếng nào cũng đẹp nha bà con. Miếng nào mà cái việc mà phẫn mà trái bìa là im hết. Trên tiếng D2 này thì mình kết hợp rất là nhiều. Và ngay cả kênh F, kênh E luôn, mình kết hợp rất là nhiều bà con khu vực đây. Đất của anh Phong á, là từ kênh D2 á, mà mình đi dài xuống là hiện tại là cái đất của anh Phong là ở kênh E nha bà con. Thì cái vụ này đối với cánh Cần Thơ của Vĩnh Thạnh này nè, mình kết hợp với một số kênh ở khu vực này. Thì những bà con nào mà có trà lúa nhỏ, trà lúa sau này nè, mà nếu mà lỡ mà gặp cái việc mà bị trái bị lá ở giai đoạn công trái me á, thì có thể là kết hợp kịp với Lưng nha. Đừng có lo bà con. Công trái me á, nếu mà bà con nào mà bị cái tình trạng mà trái bìa thì cứ liên hệ cho Lưng để mà kết hợp sử dụng cái phẫn. Thì ở khu vực kênh E, D2, kênh F là Lưng có hệ thống phân phối đại lý ở đây. Bà con có thể kết hợp để mà sử dụng, để mà kịp thời cho cái vụ này. Cứ liên hệ cho Lưng đi để mà Lưng tư vấn, đừng có ngại.
đối với lưng đó là đi là hỗ trợ bà con. Bà con làm mà có năng suất, đạt cái hiệu quả thì đi tới đâu bà con cũng thương chứ. Nên là cứ liên hệ cho lưng. Thì cái việc mà trái bì lá, nếu mà ở giai đoạn công với me bà con bị á, thì vẫn có thể là chặn đứng được. Nếu mà cái bộ lá của mình á, nó bị tổn thương ít. Để mà ngăn chặn trái bìa, để cho cái quá trình vào gạo của cái cây lúa của mình nó thuận lợi hơn nha bà con. Còn những cái trà lúa của bà con sau này nè, nếu mà bị trái bìa sớm á, ở giai đoạn mà lúa chỗ sẹt, thì có thể là liên hệ cho lưng để mà sử dụng cái phân tớp. Thì với chi phí hợp lý đó bà con, nó không có mắc đâu. Cứ liên hệ cho lưng để mà phun xịt sớm. Bởi vì cái giai đoạn này mưa gió liên tục nè, nó nắng mưa thì cái quy phẩm trái bìa nó lan rất là lẹ. Lưng thường á, lưng đi á, lưng thấy rất là nhiều cái dàn lúa mà bị phẩm trái bìa mà bà con xịt không lại, xịt đi xịt lại, có người á là canh 3 ngày 4 ngày là xịt lần nhưng mà cuối cùng vẫn cháy hết ruộng ha bà con. Đó, nên là bà con cứ tự tin mà kết hợp cái phân tớp để mà kết hợp phun xịt cho cái lúa nhà mình. Thì đối với khu vực bà con An Giang á, thì mình cũng đang kết hợp rất là nhiều khu vực. Tất cả, hầu như là tất cả những cái huyện của tỉnh An Giang. Thì những bà con ở tỉnh An Giang á, hiện tại á, thì trà lúa là tầm khoảng làm đồng à. Ai mà sớm á, thì cũng khoảng 55-56 ngày à. Cái giờ đợt này Lương làm ở Cần Thơ với An Giang rất là nhiều. Bà con có thể là liên hệ cho Lương nha. Để mà Lương đến trực tiếp luôn, Lương coi lúa và tư vấn cho bà con. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều nha, đã theo dõi. Tại vì á, là đất nhà ảnh nè, ảnh xài nè trực tiếp nè, là ảnh thấy cái hiệu quả rồi. Nên là một số bà con á, khu vực đây nè, là có hỏi là xài cái gì. Thì anh với chị á, là cũng tư vấn tiếp cho Lương và cũng giới thiệu dùm cho Lương. Để cho những bà con khác á, là kết hợp là đều hiệu quả hết. Cái vụ này nè, giống như bình thường mình nói là bất tử đó. Là vụ này nè, là cái trái bì lá. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều nha.